Gia đình bà Hà Thị Minh Lan sống trên đường Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã phải nhiều lần nâng nền nhà vì mỗi khi trời mưa, nước ứ đọng trên con đường này không thể thoát được vì không có cống thoát nước. Ở đây là được mười mấy năm rồi, cái đường đây đó thì chưa có cống thoát nước. Nên thử ra mỗi lần hả trời mưa rồi mà đường mà nâng lên á thì nhà cũng phải nâng lên chứ không mà nước nó tràn vô nhà. Một tin vui đã đến với gia đình bà Lan và các hộ dân sống trên đường Vĩnh Lộc khi khu quản lý giao thông đô thị số 4 vừa kiến nghị Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho phép thực hiện dự án nâng cấp và xây dựng hệ thống thoát nước trên đường Vĩnh Lộc, đoạn từ đường Nguyễn Thị Tú đến đường dẫn vào khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Đoạn đường này dài khoảng 600 m với tổng mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, dự kiến công trình sẽ được thực hiện trong năm 2015. Theo khu quản lý giao thông đô thị số 4, đoạn đường này vừa được công ty cấp nước Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên nâng cấp, nhưng đến nay mặt đường đã bị hư hỏng. Nguyên nhân là do tuyến đường này không có hệ thống thoát nước, chủ yếu là thoát nước tự nhiên và tự ngấm xuống đất, cộng với việc thường xuyên có xe trọng tải nặng từ khu công nghiệp chạy qua khiến mặt đường nhanh chóng bị hư hỏng, xuống cấp.